Cậu Dũng xin chào khán giả của VTV. Sau đây là một số tin đáng chú ý trong ngày. Công ty Microsoft nói rằng Nga định tin tặc vào cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ vào tháng 11 năm nay. Mỹ trục xuất cựu lính phát xít Đức 95 tuổi về Đức và tìm thấy thi thể cô sinh viên bị mất tích ở Iowa sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, thưa quý vị hôm nay thứ ba Microsoft cho biết là họ vừa phát hiện những cố gắng của người Nga định nhắm vào cuộc bầu cử tháng 1 tới đây đặc biệt là họ tin tặc vào hai cái nhóm gọi là bảo thủ đồng thời cũng định tin tặc vào trang web của một vị tiệm nghị sĩ đó là mà Bagas Kakiu đảng dân chủ ở tại tiểu bang Missouri hai cái nhóm thanh tanh tức là nhóm mà nghiên cứu của đảng cộng hòa đó mà họ định tin tặc vào đó là Hudson Institute và the International Republican Institute Republican International uh, International Republican Institute thì hiện nay có trong cây hội đồng quản trị có 6 vị thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa. Đồng thời cũng có luôn cả ông Mitt Romney là ứng cử viên Đảng Cộng hòa năm 2014 và ông cũng uh, à, xin lỗi đúng rồi năm 2014 và ông cũng từng không xin lỗi năm 2012 thì đúng hơn dạ. Và ông cũng đang hiện là ứng cử viên uh, của Đảng Cộng hòa ở uh, tại tiểu bang Utah cho chức vụ thượng nghị sĩ liên bang thì Microsoft cho biết là không có dấu hiệu nào cho thấy là họ thành công trong cái chuyện này. Nhưng mà Microsoft chặn được tổng cộng là 6, 6 cái trang web à, mang cái tên mà cái tên này là thuộc về cơ quan gọi là GAU của Nga mà trước đây ông Robert Mueller điều tra viên đặc biệt trong cuộc uh, cái vụ mà người Nga bị tố cáo bầu cử đã coi như kết tội uh, truy tố 13 sĩ quan quân báo của Nga trong vụ này. Thì ông Brad smith là một phát ngôn viên của microsoft sáng nay cho biết là rõ ràng họ đang định à, coi như làm gián đoạn cái tiến trình dân chủ của mỹ chúng tôi quan tâm về những chuyện này và chúng tôi đang xin dễ chat tòa à, để mà có thể đóng sáu cái trang web này lại hoặc là theo dõi họ cho nó đúng cái thủ tục và cái trang web của bà mark á, bà thượng nghị sĩ ở tại uh, tiểu bang um, Missouri đó thì Microsoft cho biết là họ có vào nhưng mà không làm gì được cả. Và đây là cái điều lo ngại nhất của các giới chức Mỹ trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới đây. Họ lo rằng người Nga sẽ tạo những ảnh hưởng. Họ không thay đổi được kết quả nhưng họ sẽ tạo những ảnh hưởng. Và ảnh hưởng đó có thể là ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Và ngày hôm nay các tiểu bang cho biết là họ sẽ chi ra khoảng 380 triệu đô la tiền của liên bang để mà ngăn chặn cái chuyện này trong một số tiền này thì các tiểu bang sẽ dụng khoảng 37% để mà ngăn chặn tin tặc trên internet và 29% họ sử dụng vào việc mua thêm máy móc mà hiện đại thì bốn cái tiểu bang mà được chi tiền nhiều nhất đó là California, Texas, Florida và New York tại sao bốn tiểu bang này họ chi tiền nhiều bởi vì bốn tiểu bang này bốn tiểu bang lớn có nhiều ghế của dân biểu liên bang trong cuộc bầu cử tháng 11 này cho nên tin tặc họ nhắm vào những tiểu bang này nhiều Ví dụ như tiểu bang Kansas hoặc là Montana thì họ không xài một đồng nào cả bởi vì là tin tặc lại không nhắm vào những tiểu bang này. Thứ nhất hai tiểu bang này là hai tiểu bang cộng hòa thuần thuần túy, không có thay đổi gì hết. Và cái số ghế của họ cũng ít. Thì đó là cái điều lo ngại của các giới chức bầu cử mà sáng ngày hôm nay khi mà Microsoft đưa ra cái tin này càng làm cho người ta lo ngại thêm. Cũng ngày hôm nay Hoa Kỳ trục xuất một công dân 95 tuổi, công dân Mỹ, từng là công dân Mỹ thì đúng hơn. Bởi vì ông này, ông tên là Jacob Bà Lích, năm nay 95 tuổi Cách đây 25 năm Người ta phát hiện là ông từng là lính phát xít Đức Làm việc ở một trại tù bên Ba Lan Trại tên là trại Joniki. À. Ông trốn qua Mỹ Sau đó thì ông sống âm thầm à. Nhưng mà sau đó người ta phát hiện ra cái tranh tánh của ông vào năm 2003 Sở di trú Hoa Kỳ tước quốc tịch của ông Vì ông khai giang Lúc đó khi người ta hỏi ông là tại sao ông lại khai vậy Ông bảo là tôi sẽ không bao giờ có visa nếu tôi khai thiệt Và mọi người đều nói dối đó. Nhưng mà khổ cái từ sau khi ông bị tước quốc tịch Và ông trở thành người gọi là stateless Tức là không vô tổ quốc, không thuộc quốc gia nào cả Đức, Ba Lan và Ukraine đều không muốn nhận ông Thành ra Mỹ không thể trục xuất ông được Và ông cứ thế ông sống ở New York, ở khu Brooklyn Trong một thời gian khá là dài, hai mấy năm vừa qua Thưa quý vị Thế thì dân ở đây họ rất là bực mình và ngày nào lâu lâu họ đến họ biểu tình họ nói là quý vị có biết là quý vị sống kế một cái người phát xít hay không? Đó. Rồi sau đó mới đây 29 dân biểu của tiểu bang New York đã phải đồng ký một một cái thư yêu cầu tổng thống và trục xuất ngày này và mới đây ông đại sứ của Mỹ tại Đức mới sang. Đó đó là ông Richard Grenell, thì ông bảo là khi tôi sang nhận nhiệm sở tại Đức thì tổng thống Donald Trump có chỉ định chỉ đạo tôi một trong những điểm đầu tiên mà ưu tiên là anh phải làm sao kêu Đức nhận cho ông này về và bây giờ Đức đồng ý nhận và sáng ngày hôm nay ông cụ 95 tuổi này đã bị trục xuất trở về Đức bởi vì ông trước đây từng làm cho phát xít Đức liên quan đến một cô sinh viên 20 tuổi tên là Molly Tibet bị mất tích vào hồi giữa tháng 7 tức là hôm nay là bao nhiêu hơn một tháng trời cô này bị mất tích ở trong cái khu vực mà Iowa cái cái vùng đó nó gọi là Powisi County nhưng mà thực ra cô này thuộc cái thành phố gọi là thành phố Brooklyn thì mới nhỏ bên Iowa đây. thì bây giờ sáng ngày hôm nay người ta tìm được thi thể của cô trong một khu vực họ không nói cho biết tìm thấy ở đâu chính xác họ chỉ nói trong cái Pediatric County thôi à. thì cô này đó vào khoảng giữa tháng 7 trong một đêm đi dắt chó đi về tự nhiên thấy mất tích người bạn trai tách cho cô không thấy cô trả lời ngày hôm sau không thấy cô đi làm và người ta không biết là ai um, giết cô vì sao mất tích thì cho đến giờ phút này thì người ta đã tìm được xác của cô và cái số tiền mà để cho những người nào mà tìm được tung tích của cô cũng như là cái những người giết cô đó, nó lên đến hai trăm mấy chục ngàn đô la và cho đến nay vẫn chưa có ai bị bắt và cảnh sát vẫn chưa có một nghi ngờ nào cả và nếu có họ không nói cho biết có lẽ là họ đang điều tra cái người bạn trai của cô thì lúc đó lại không ở trong thành phố Brooklyn cái tối hôm đó anh ở chỗ khác đó thì anh tách về và sau này người ta thấy là cái hình selfie cuối cùng cô gửi là từ gã Bạc Minh cô gửi đi cho người em trai. Rồi sau đó người ta cũng tìm trong computer của cô xem có cái gì. đó Và cho đến giờ phút này thì bây giờ tìm thấy được xác. Thì gia đình ông chỉ biết ông đó là cảm ơn Thượng Đế. Tôi tìm được xác con tôi rồi. Bây giờ cảnh sát phải làm sao? Tìm được kẻ gian đã giết con gái tôi để đưa ra công lý. Thì đó là cái chuyện liên quan đến một cô sinh viên. 20 tuổi bên Iowa bị mất tích hơn một tháng trời vừa qua. Đó là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng tôi xin hẹn quý và vào những gì tới.